Xin chào tất cả quý anh em nha. Nay Đạt giới thiệu cho anh em một bộ gặp hồ sứt Dream Thái nha anh em. Thì cái loại này mẫu mới nha anh em và chất lượng của nó rất là tốt. Cái loại này thì cái lớp nhũ của nó cực đẹp luôn. Honda nha anh em nha. Đạt Thái Lan. Cái này nó đến từ Thái nha anh em nha. Đây. Thái Lan nha anh em nha. Đó, cho nên là anh em yên tâm về chất lượng của nó luôn, không phải nghĩ nhiều. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui cho anh em luôn. Thì bộ này là gồm 2 hộp sên, hai miếng miếng trên và miếng dưới nha anh em nha, gọi là một bộ đấy. Đây thì mới 100%, sử dụng rất là ok. Đây mình sẽ để cao máy chút xíu cho anh em thấy rõ ha. Rồi ok cho anh em. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra nha. Thì hộp sách này cũng đơn giản thôi anh em, khi mà người ta đóng gói thì sẽ có hai miếng ở trong một cái hộp như thế này nha, hai miếng nha. Đấy, thì miếng trên và miếng dưới nha anh em. Mình sẽ kéo cao chân máy chút xíu cho anh em coi. Sẽ cao trên máy cho anh em coi cho nó dễ ha. Rồi, ok. Rồi, thì cái bộ hộp sách này á, cái mức giá của nó là 600 ngàn nha anh em nha. Thì với 600 ngàn thì anh em có gì? Đây, người ta đóng trong một cái bọc chống trầy nha anh em nha. Bọc này là bọc chống trầy chứ không phải bọc chống sốc đâu. Chống sốc thì nó vẫn chưa gọi là chống sốc được. Bịch hộp này chỉ là hộp chống trầy thôi. Đây là giấy chống trầy nha anh em. Rồi, đây, mở cho anh em coi. Nó rất là đẹp nha. Khi mình nhận được cái hộp xích này mình phải nói là wow luôn. Nước sơn quá đẹp nha nè. Rồi đây, này là cái te phía trên này. Đây, đây cả te phía dưới này. Đây cả te dưới. Sẽ lấy cho anh em coi luôn. Nói chung mẫu này là xịn nhất bây giờ. Mình cam kết với anh em luôn. Mức giá chỉ có 600 ngàn thôi nha. Nhưng mà mình cam kết cho anh em loại này là mẫu xịn nhất bây giờ luôn. Đây, anh em có thể thấy ha. Đó, màu của nó rất đẹp nha nè. Và nó đầy đủ luôn nha, có cả nắp chụp gắp cho nắp chụp cái này cho anh em luôn, cho nên là anh em về chỉ bị gắn vô thôi. Đây, gắn vô thì anh em sẽ cài vào nha. Đây, sẽ cài vào cái phần này. Đây, cài vào ha. Đây, mình sẽ cài thử cho anh em coi luôn. Đây. Đây, khi một bộ nó sẽ như thế này nha anh em, rất đẹp. Thực sự luôn, khi anh em lên anh em nhìn trực tiếp nó còn đẹp hơn, anh em nhìn nước sơn Dream Thái là anh em biết ha. Nó rất mịn và nó cực kỳ bóng luôn và nó rất là mịn nha. Chứ nó không phải dạng nhiều kim tuyến như là của Super Dream nha. Này nó rất là mịn này, anh em thấy cái màu nó mịn không? Mịn, đẹp, bóng nha anh em nha. Đây, hai bấm điện rất là to đây. Thấy rất rõ ha, hai bấm điện này, to đùng nha. Đấy, phía sau, đây, bốn hai cái bên này nữa. Bấm điện to đùng luôn, đấy, rất xịn. Rồi, đây là phía sau. Đây, mặt sau của nó này. Anh em thấy chưa? Đấy, nước sơn này thì không có gì để bàn nữa nha anh em nha. Nước sơn cực đẹp rồi. Và đặc biệt là cái hộp sách này nó rất là dày. Thật sự luôn em, nó rất là dày. Và nó đúng hình của nó thì đây. Sẽ có hai lỗ cài. Cũng như là cái phần này sẽ có lỗ gài nha anh em nha. Có phần viền gài ở đây. Này, gài vào nha. Anh em thấy nó gài vào nhau này. Nó lồng vào nhau đây. Thấy không anh em? Đó. Thì một cái hộp sách như thế này, mức giá của nó chỉ có 600 thôi. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Nói chung về màu sắc cũng như là độ chất lượng thì mình bao anh em luôn. Cực đẹp. Đây, những cái đường vân của nó phía trên này bấm điện nguyên một hàng luôn. Đấy, bấm điện nguyên hàng nha. Bấm điện nguyên hàng luôn. Ok nha anh em. Nước sơn thì thôi khỏi bàn rồi. Nước sơn này là không phải bàn nha anh em nha. Cực đẹp. Bao anh em lên xe chuẩn luôn, chuẩn zin cho anh em luôn. Ráp là khít nha anh em nha. Ráp là khít hoàn toàn nha anh em. Đây, rất đẹp mà. Nói chung nhìn mặt tiền của nó này anh em nhìn này là mê ngay. Đấy, mình thì mình cũng không có nói quá đâu. Có sao mình quay vợ cho anh em nha. Đấy, anh em nhìn anh em đủ biết rồi, mình cũng không cần phải nói nhiều. Rất đẹp nha anh em, thật sự luôn. Nhìn chất lượng từ phía mọi góc cạnh luôn à, rất đẹp, thật sự rất đẹp luôn em. Đấy, thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Chung với mức giá 600 thì mình tin chắc là những anh em nào mà chúng ta, kể cả những anh em khó tính hay những anh em dễ tính, thì anh em nhìn thấy bộ này anh em sẽ ưng ngay nha. Thật sự luôn, rất là đẹp nha anh em. Đấy, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Nó có sẵn luôn cái nắp chụp cắt tê cho anh em về là chỉ việc gắn vô là sử dụng thôi, không có cần phải làm bất kỳ cái gì hết nha anh em nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào cần liên hệ với số điện thoại của Đạt 0915 434 913. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.